Hãy tưởng tượng thế này, ngày bạn sinh ra, bạn được một pháp sư quyền năng đến thăm. Ông nói rằng bạn đã được định sẵn để sống một cuộc sống phi thường, nhưng ông muốn gửi gắm điều đó theo nghĩa đen. Sẽ không có gì bình thường trong cuộc sống hàng ngày của bạn cả. Bạn sẽ là người đầu tiên và duy nhất trong lịch sử sống một cuộc sống khác mỗi ngày. Bạn sẽ được trải nghiệm tất cả các loại sinh kế nhưng chỉ trong 24 giờ thôi. Khi đồng hồ điểm vào ngày hôm sau, bạn sẽ thức dậy với một cuộc sống và thời gian hoàn toàn khác so với trước đó. Nó sẽ như thế nào? Được rồi, để xem nhé! Vào ngày đầu tiên của cuộc đời, bạn được sinh ra ở Ai Cập cổ đại. Bạn là một đứa trẻ, vì vậy bạn thực sự không thể làm được gì nhiều. Bạn thực sự ngạc nhiên trước số lượng công nhân xây dựng đang vận chuyển những khối nặng xung quanh, xây dựng một thứ gì đó có hình dạng giống như kim tự tháp. Nhưng tất cả những gì bạn muốn làm là khóc để bố mẹ không cho bạn đến quá gần công trường. Tệ thật đấy! Khi lên 9 tuổi, bạn đã trải nghiệm khá nhiều cuộc sống khi còn nhỏ ở tất cả các quốc gia trên thế giới rồi. Nhưng đó cũng là lúc một điều vô cùng đặc biệt xảy ra. Bạn sinh ra là người Maya, sống sâu trong rừng Amazon. Là thành viên của hoàng gia Maya, họ giao cho bạn một công việc quan trọng. Với sức mạnh đặc biệt của mình, bạn cần phải ghi chú lại mọi hoạt động sống. Việc của bạn là ghi nhớ. Nói cách khác, bạn sẽ trở thành một thư viện sống về lịch sử nhân loại. Bạn gật đầu và tự nghĩ, được rồi, việc này có vẻ không khó đến thế. Vào ngày sinh nhật thứ 16, bạn thức dậy với tư cách là một thiếu niên người Brazil ở Rio de Janeiro. Khi bạn nhận ra vị trí của mình trên thế giới, bạn mặc đồ tắm và đi bơi. Bạn ăn một tô asahi thơm ngon và ngâm mình trong nắng hè nóng rực. Trên bãi biển, bạn trò chuyện với người dân địa phương và đó là lúc ai đó hỏi bạn một câu hỏi quan trọng. Ước mơ lớn nhất mà bạn từng mong muốn thực hiện trong đời là gì? Bạn không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào. Rốt cuộc thì bạn cũng chỉ là một thiếu niên thôi, nhưng bạn cảm thấy đây có thể là một câu hỏi phá băng. Thì sao lại không phải chứ? Bạn 18 tuổi và đó là lúc bạn cũng được thực hiện một trong những giấc mơ lớn nhất của mình. Bạn đang đảm nhận vị trí của những ngôi sao nhạc pop lớn nhất thế giới và bạn đang đi lưu diễn, vì vậy bạn thức dậy và phải chuẩn bị sẵn sàng cho buổi diễn ở sân vận động. Bạn kiểm tra nhanh âm thanh và ghi nhớ lời bài hát mà bạn phải hát. Sau đó trong ngày, nhưng khi bạn đang quay trở lại xe buýt du lịch, bạn liếc nhìn ai đó và tim bạn đập rất nhanh. Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Bụng bạn quặn cả lên vì lo âu đến nỗi có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Bạn chỉ mới đọc về tình yêu thôi, nhưng bạn chưa yêu ai bao giờ. Bạn đấu tranh với mong muốn xin số người đó. Ý tôi là, ngày hôm sau bạn sẽ hoàn toàn rời khỏi dòng thời gian đó mà. Bạn để nó qua và hy vọng cảm giác đó sẽ biến mất vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra. Và khi bạn 20 tuổi, bạn đã học được khá nhiều điều về cách đối phó với cảm xúc của mình. Cho dù bạn có cuộc sống như thế nào đi nữa, bạn cũng cảm nhận được tất cả các cung bậc cảm xúc của con người. Tình yêu chỉ là một trong số đó thôi. Bây giờ bạn 21 tuổi và bạn phải sống một ngày là đầu bếp truyền thống người Iceland. Bạn học cách làm một công thức bánh mì lúa mạch đen hấp dẫn như họ đã làm ngày xưa. Bạn cảm thấy rất tôn trọng cách người dân địa phương đã gìn giữ truyền thống của họ. Bạn thấy đấy, ngày xưa, người Iceland nấu bánh mì bằng lỗ thông hơi nhiệt. Họ chôn bánh mì trên mặt đất trong hơn một ngày và nấu nó nhờ sự trợ giúp của các lỗ thông hơi địa nhiệt. Bằng cách học kỹ thuật này, bạn có cảm giác như đang tôn vinh tổ tiên nước họ, như thể họ là tổ tiên của bạn vậy. Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 30 của bạn. Và kẻ thao túng cuộc đời bạn đã khiến bạn thức dậy với tư cách là một nhân viên phố Wall ở thành phố New York. Ngày của bạn bắt đầu với việc sếp gọi và điện thoại trên bàn cạnh giường ngủ của bạn. Bạn đón một chiếc taxi và nhanh chóng đến nơi làm việc. Bạn đã từng thấy những con số trước đây, nhưng đây là một cấp độ hoàn toàn khác. Bạn học cách nói chuyện và suy nghĩ nhanh chóng, bạn uống khá nhiều cà phê, nhưng nó có vị rất tuyệt. Thành phố thật choáng ngợp và xinh đẹp, bạn rất thích khi được trải nghiệm cuộc sống thành phố. Bạn kết thúc một ngày của mình trong một quán bar, nhạc jazz, bởi vì tại sao không nhỉ? Trong năm thứ 42 của cuộc đời, bạn thấy rằng hầu hết những người ở tuổi của bạn đều đã xây dựng gia đình và sống một cuộc sống khá bận rộn. Đó là khi bạn được làm cha mẹ trong một ngày. Em bé sơ sinh của bạn khóc không ngừng và bạn cần tìm những cách thú vị và sáng tạo để đánh lạc hướng chúng. Đây là điều mà bạn đã nhận thấy trong nhiều năm qua.
con người là những nhà sáng tạo chuyên nghiệp như thế nào, mặc dù chúng ta thường không nhận ra điều đó. Bạn lấy một cây guitar acoustic mà bạn phát hiện ra, mình biết chơi, và ru con bạn chìm vào giấc ngủ trong một bài hát ru nhẹ nhàng. Khi bạn 50 tuổi, bạn nghĩ mình đã trải qua tất cả rồi. Sau đó, bạn thức dậy là một tên cướp biển ở Jamaica, nơi gần như khiến bạn trở thành một phần của thủy thủ đoàn của Jack Sparrow, tất nhiên là nếu anh ấy có thật. Thuyền của bạn đi vào Port Royal, nơi bạn dừng chân trong ngày. Những người bạn cướp biển của bạn chia nhau vào các quán rượu, trong khi những người khác đi săn tìm kho báu. Bạn nghĩ rằng tốt nhất là bạn nên thử cả hai hoạt động. Đột nhiên, bạn cảm thấy như trái đất bên dưới bạn đang rung chuyển, và bạn chưa bao giờ nhìn thấy những con sóng lớn trước đây. Nhưng con sóng đó có vẻ như đang lao thẳng về phía bạn. Bạn chứng kiến một trận động đất lớn khiến thành phố hoàn toàn chìm trong nước. Trong suốt cuộc đời, chưa bao giờ bạn trải qua mất mát trước đây. Bạn đã quen với việc không gắn bó với cuộc sống mà bạn đang sống, và bạn không bao giờ ở lại nơi nào đủ lâu để gọi nơi đó là nhà. Nhưng việc chứng kiến những gì bạn nhìn thấy sẽ cho bạn thấy cảm giác khó chịu như tổn thương và buồn bã. Khi bạn 70 tuổi, bạn thức dậy với tư cách là một đạo diễn phim Hollywood. Bạn đang quay một bộ phim hành động mà trước đây bạn chưa từng làm. Trường quay rất lớn và rất nhiều người đang dựa vào yêu cầu của bạn để có thể kiếm sống. Do đã từng trải qua hoàn cảnh của rất nhiều người trước đây, nên bạn dễ dàng chỉ đạo các diễn viên, nhỉ? Bộ phim lấy bối cảnh ngoài không gian và câu chuyện kể về một nhân viên không gian cảm thấy chưa được chuẩn bị đầy đủ để thực hiện một nhiệm vụ quan trọng. Khi diễn viên yêu cầu bạn hướng dẫn thực hiện cảnh đó, bạn nói: "Hãy tưởng tượng rằng tất cả nỗi sợ hãi của bạn được nhân cách hóa bởi một con gấu nhồi bông. Tôi thấy thế hiệu quả." Vào cuối ngày, bạn thu được một số cảnh quay khá tuyệt và tự nhủ: "Có lẽ mình cũng nên ghé thăm đại lộ danh vọng khi ở đây nhỉ?" Khi bạn 88 tuổi, bạn thức dậy trong ngôi đền Maya giống như hồi bạn 9 tuổi. Bạn trở lại với tất cả những lời dạy và kinh nghiệm mà bạn đã thu thập được qua rất nhiều đời sống mà bạn đã trải qua. Bạn viết tất cả những kiến thức mình đã thu thập được trong suốt cuộc đời, và thủ lĩnh Maya chắc chắn sẽ rất ấn tượng với bạn. Bạn đã thu thập đủ để lấp đầy một thư viện khổng lồ. Ông ấy hỏi bạn, điều quan trọng nhất người học được trong suốt những năm qua là gì? Sau rất nhiều suy tư, bạn trả lời: tôi tưởng tôi đã học về con người đấy. Con người là sinh vật xã hội như thế nào? Cách họ phát triển mạnh trong nhóm ra sao? Cảm thấy vui thì tốt biết bao, và cảm thấy buồn thì tệ đến mức nào? Nhưng thực sự, tôi có thể nói rằng tôi đã học được rất nhiều điều về bản thân trong suốt chặng đường này. Đó là phương pháp dạy đầy thách thức và hấp dẫn nhất. Thủ lĩnh Maya gật đầu trước sự khôn ngoan của bạn và đáp ứng bạn với mong muốn có trải nghiệm cuối cùng. Và bạn nói, quá dễ, tôi muốn thức dậy nơi đầu tiên mình yêu một lần nữa để xem lần này tôi có may mắn không nào.